vợ chửi là ca hát, vợ đáp là thể thao, mà vợ đạp xuống ao là không như là ca ngợi tinh thần với lòng. Tình yêu là gì? Tình yêu là chi? Tình yêu thế nào mà ai yêu vô? Bắt lọn hết trơn trời ơi! Sức công phá của đàn ông mạnh dữ vậy ta? Tình yêu bây giờ nó triệt tiêu từng máu mủ rồi. Không lẽ? Không lẽ? Sức công phá